Cô gái được nhắc tới ở đây là Kiều Duyên, 16 tuổi, hiện đang sinh sống và làm việc ở Đồng Nai. Mới 16 tuổi nhưng Duyên ăn mặc cực kỳ sexy và gợi cảm. Nhờ lợi thế dốc dáng nên những bộ cánh lên người cô luôn khiến người ta phải suýt xoa khen ngợi. Tuy nhiên, cũng chính vì vậy mà cô nàng phải đương đầu với không ít điều tiếng. Kiều Duyên có dốc dáng rất đẹp, sexy. Số đo hiện tại ba dòng của em là 85-60-95. Em ăn mặc sexy cũng có lúc thôi, khi chụp hình thì thế hệ táo bạo như vậy. Bình soạn ra ngoài em ít mặc hở hang gì ngại bùng lắm. Thật ra ai để ý em lâu thì biết, em có đổi mới phong cách rất nhiều để tránh bị một màu, khiến người ta xem hình nhàm chán, Kiều Duyên tâm sự. Việc luôn sinh ra trên mạng xã hội trong những bộ đồ bikini hay bộ cánh tôn số đo ba dòng luôn khiến Duyên chịu nhiều chỉ trích. Vì theo đuổi phong cách gợi cảm sớm nên dần dần, Duyên cũng quen với những đàm tiếu, xì xào. Em đã trải qua quãng thời gian suy nghĩ rằng phải chứng minh mình minh bạch hay giải nghĩa về tính cách, loài người cho họ rồi. Mỗi người một vẻ. Em chẳng bao giờ cầm người ta hiểu về mình khi họ đâu phải em. Không ai sinh ra vốn dành cho nhau hay an hiểu đến từng cảm xúc của nhau đâu. Chính vì vậy, em vẫn là em, người ta là người ta. Em sống cuộc sống của mình. Cuộc đời này đâu dành cho những người yếu ớt. Ăn mặc chẳng nói lên được loài người đâu. Em chỉ việc sống tốt, làm những điều không trái với lương tâm thôi, còn những xì xào bàn tán thì hãy ở lại sau lưng đi. Hiện tại em cũng không thấy tức giận gì những lời đàm tiếu nữa. Vốn dĩ miệng đời cũng không nuôi em tự hào vì mình là người tử tế, Kiều Duyên thẳng thắn. 16 tuổi và diện nhiều bộ cánh táo bạo, chắc chắn gia đình Duyên cũng nhắc nhở con gái rất nhiều. Tuy vậy, họ cũng rõ rệt đây là công việc và hiểu con gái nên hiện tại những điều tiếng, những lời xì xào đó không còn nữa. Gia đình và bạn bè cũng quen phong cách của em. Em làm mẫu ảnh, chuyện mặc đồ gì phong cách bộ ảnh là bình soạn. Hiện tại, gia đình không trách móc gì về chuyện ăn mặc khiến em càng có động lực hơn trong cuộc sống. Hình ảnh trong phòng gym. Nhận được nhiều để ý trên mạng xã hội, cô gái cũng được đánh rét mướt cao về dốc dáng nóng bỏng cùng số đo ba dòng chuẩn chỉ. Nhiều người đã liên hệ Kiều Duyên để xin bí quyết rèn luyện. Duyên chia sẻ, chỉ cần kiên trì, chăm chỉ tập luyện và ăn uống theo khoa học là sẽ có dốc dáng như mong muốn. Chẳng có gì là sẵn hết, không quan trọng mình tập bao lâu mà cái chính là tập những gì và thế nào để có thành quả tốt nhất. Như em mất đến 2 năm để người có dáng như bây giờ. Cô gái thẳng thắn thừa nhận bản thân sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền. Chi tiêu cho cuộc sống là một phần khác có tiền sẽ khiến cô chủ động hơn với cuộc đời. Em không muốn vì tiền mà phải rời xa một ai và cũng không muốn vì tiền mà ở bên ai đó. Em muốn biến thành cô gái có ngoại hình, trí thức và địa vị. Em muốn cho ba mẹ một cuộc sống đầy đủ, cho bản thân một chỗ dựa vững chắc và muốn tự tin rằng em đến với anh quý không vì tiền, Duyên tâm sự.